Nếu anh em có các nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy liên hệ tới thương nhân Trần Hoàng Việt, luôn đảm bảo uy tín và chất lượng. Hoặc cần tìm các account trong mơ, hãy ghé thăm shopfifavn.com, shop ARC tự động hiện đại, hệ thống nạp SMS so tiện lợi và đặt mua ARC BB trắng theo yêu cầu duy nhất tại Việt Nam. Hiện tại thì kênh của mình đã được bật tính năng hội viên hay còn gọi là tính năng supporter. Nếu anh em tham gia làm hội viên của kênh mình với chi phí chỉ là 30.000 một tháng thì anh em sẽ được nhận huy hiệu của hội viên. Và mỗi khi anh em comment trên các cái livestream của mình thì nó sẽ nổi bật hơn, giúp mình dễ dàng tương tác hơn. Ngoài tính năng hội viên ra thì anh em cũng có thể ủng hộ cho mình bằng cách sử dụng tính năng super chat và super sticker để donate trực tiếp trên những cái buổi livestream của mình. Ok anh em, hôm nay chúng ta sẽ được đi trải nghiệm con hàng rất cao. Lần đầu tiên xuất hiện tại server Việt luôn anh em ạ. Hiện tại thì con hàng này có mức lương 24, chỉ số tổng quát ở mức tài cộng 1 là 107. Con hàng chạy cánh của Team Color Hà Lan. Thông số thể hình sẽ là 1m83, 84 cân và thể hình to. Và chúng ta có chân 3, chân 5. Đây có lẽ là cái điểm hơi bị đáng tiếc của rất cao rồi anh em ạ. Mình nhìn qua bộ chỉ số đấy, con hàng này là một con hàng khá là đều, khá là đều với bộ chỉ số. Điểm mạnh nhất là đến từ tốc độ, và điểm mạnh thứ hai nó đến từ khả năng kiểm soát bóng. Đây là hai cái điểm rất là ok của rất cao. Còn bộ kỹ năng sút thì có vẻ chưa đẹp lắm. Dứt điểm có 102, được sút 104 và sút xa chỉ có 98 thôi. Nhưng mà bù lại được khả năng chọn vị trí di chuyển rất là tốt. Chuyền ngắn cũng rất là ok anh em nhé. Chuyền ngắn này, tạt bóng này. Mình nghĩ là một con cánh khá là chuẩn đấy anh em ạ. Dành cho những anh em mà đá team Hà Lan hoặc là những anh em đá team Liver cũng sẽ ổn. Hơi tiếc là cái chân 3, chân 5 thôi. Mình nghĩ là mặt thể chất con này chỉ số không cao, nhưng mà nó bù lại được một cái là thể hình to anh em ạ. Con này vào game chắc là khá là đầm đây đây. Thể lực ở mức thẻ cộng 1 là 113, quyết đoán 110. Rất là ok. Thể lực rất là trâu luôn đấy. Ôi, con quốc đi quyết này chạy tốt đấy. Ui, hơi đèn. Chạy thông minh phết anh em nhìn nó chạy không bóng kìa. Đúng chân trái. Chân trái mà sao lòi ra ngay. Đây rồi. Chân trái vẫn ổn trong tình huống có góc rộng vừa rồi. Đây rồi, tình huống thoát người rất hay của rất cao trước đấy. Gì? Ây à, ây à, đánh nhau á? Lỗi mẹ rồi, phí quá. Đây rồi, rất cao. Đây rồi. Uầy, con Red vẫn theo được đường bóng vừa rồi. Đây rồi, đất quyết. Đâu tốt đấy chứ.
Đây rồi. Rất cao luôn. Ui. Đất quýt. Ăn thua rồi. Ui, chân trái của đất quýt. Cao. Ui, lực sút kìa. Chỉ bưng nhờ. Ui. Không được rồi, phí quá. Mẹ là cuốn quá. Được quá nhỉ. Đây rồi, đất quýt. Sau khi mà đã trải nghiệm xong con hàng đất cao thì mình sẽ nốt lại cho anh em một số điểm như sau. Về trường hợp của cầu thủ chạy cánh Hà Lan này thì anh em có thể thấy được thì cái điểm mạnh khá rõ ràng đó chính là về mặt tốc độ. Thực sự là cái mặt tốc độ của đất cao rất là tốt. Cái tốc độ này khi mà kết hợp với lại khả năng di chuyển không bóng của đất cao thì thực sự rất là hài lòng. Đất cao di chuyển không bóng rất là thông minh, rất chủ động chạy chỗ tách người. Khi mà anh em đưa ra những đường chuyền chọc khe dành cho đất cao thì gần như là đất cao luôn có một cái vị trí rất là dễ dàng để có thể xâm nhập vòng cấm hoặc là đột phá bên biên và tạo cơ hội cho đồng đội ở phía trong. Đấy là cái điểm mà mình rất là thích. Cái khả năng chọn vị trí di chuyển của đất cao nó còn thực sự rất là tốt khi mà cầu thủ này đứng trong vòng cấm nữa. Đứng rất là thoáng và rất dễ để có cơ hội để có thể sút bóng hoặc là phối hợp cùng với đồng đội. Còn về khả năng dứt điểm của đất cao thì mình nghĩ cầu thủ này có lẽ là sút tốt hơn chỉ số. Và những cái pha bóng mà đất cao ghi bàn được trong vòng cấm ấy thì đa số nó đến từ cái lực sút rất là mạnh. Rất khó để cho thủ thành đối phương có thể đổ người kịp. Vì vậy thì cái độ hiểm nó sẽ là không cao đâu anh em nhé. Được cái như mình đã nói thì thường là khi mà đất cao nhận được bóng vòng cấm thì có một cái vị trí rất là thuận lợi có thể ra chân. Còn cái điểm hạn chế chắc anh em cũng dễ nhìn ra rồi. Đấy là sút xa chỉ là 98. Thường là những cái tình huống sút xa nó không đủ độ hiểm để có thể ghi bàn được. Mình thấy khá là khó với đất cao những tình huống ra chân ngoài vòng cấm. Khả năng phối hợp làm bóng của đất cao cũng rất là tốt luôn anh em nhé. Cái chỉ số chuyền ngắn tương đối cao này, tầm nhìn cũng tốt này, tạt bóng cũng rất là ngon luôn. Nên là những cái tình huống mà thoát biên của đất cao xong rồi anh em tạt bóng vào phía trong hoặc là càng ngang ZA thì nó đều rất là ổn. Riêng chỉ có cái phần là độ xoáy thì mình không đánh giá cao lắm. Độ chính xác của những đường tạt thì rất là ổn. Nên là anh em sẽ cần phải ngắm nghía trong những tình huống tạt bóng vào phía trong làm sao cho nó phù hợp với cái độ xoáy này của cầu thủ Hà Lan. Còn về mặt kiểm soát bóng của đất cao thì mình nghĩ là nó đang tốt hơn so với chỉ số anh em nhé. Nếu anh em chỉ nhìn vào cái thăng bằng 103 cùng với lại cái tình to của đất cao thì rất dễ là cảm giác là đất cao sẽ bị xoay sở chậm hoặc là các cái nhịp bẻ hướng nó hơi bị khớp. Và thực tế là nó cũng có hơi khớp nhẹ, nhưng mà đất cao cầm bóng dê dắt rất là dính chân và xoay sở tốt hơn so với chỉ số. Đấy là cái cảm nhận của cá nhân mình, anh em có thể vào trong game để được trải nghiệm. Một cái điểm nó cũng khá là hay mà mình nghĩ là nó cũng tốt hơn so với chỉ số của đất cao, đó chính là về phần thể chất. Chỉ số thể chất đây chỉ là 102 thôi, sức mạnh cũng chỉ có 95. Tuy nhiên là anh em có thể thấy được cái chỉ số quyết đoán là rất là cao, 110. Và kết hợp cùng với thể hình to của đất cao nên các tình huống tranh chấp tay đôi của đất cao rất là chủ động tranh chấp và
rất là khỏe, đấy cái điều mình rất là hài lòng với đất cao. Thêm một cái điểm nữa của đất cao đó là đất cao có cái khả năng phòng thủ tương đối ok, có khả năng hỗ trợ khi mà lui về. Còn về mặt không chiến, thì mình cũng thấy là con hàng này có khả năng đánh đầu cũng tốt hơn so với chỉ số. Dĩ nhiên là với chiều cao 1m83 thì để mà hy vọng là đất cao có thể có những tình huống tranh chấp tay đôi thắng CB thì nó sẽ thường là không cao. Nhưng mà dựa vào trên cái khả năng chọn vị trí cực kỳ tốt cùng với lại cái khả năng lắc đầu, thực tế mình thấy là khả năng lắc đầu tốt hơn so với chỉ số anh em nhé, bật nhảy cũng tốt hơn, thì đây cũng là một cái điểm anh em cũng có thể khai thác với lại cầu thủ người Lan nếu mà thi đấu với những tình huống bó vào trong để có thể thực hiện những tình huống đánh đầu thì mình nghĩ là hoàn toàn phù hợp thôi. Cái điểm trừ lớn nhất theo mình thấy ở đất cao đó chính là cái chân trái nó chỉ là 3 sao. 3 sao này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những cái tình huống mà ban bật nhanh, những cái tình huống mà anh em sử dụng đất cao và những cái tình huống góc nó bị khó, thì đây sẽ là vấn đề với lại cầu thủ này. Và đặc biệt nữa là trong những cái tình huống mà xâm nhập vòng cấm phải dứt điểm bằng chân trái, thì cá nhân mình thấy là cũng phải có góc thực sự nó là đủ tốt thì mấy cái chân trái này nó mới có thể thành bàn được. Nhìn chung với cá nhân mình thì đất cao là một con hàng chân 3, chân 5 nhưng mà thi đấu tốt hơn chỉ số rất là nhiều. Và cái bộ thể hình này nó cũng giúp cho đất cao rất dễ làm chủ những tình huống ở bên hành lang cánh. Đấy. Với những team color như là Liverpool hoặc là Hà Lan thì anh em hoàn toàn có thể cân nhắc sử dụng con hàng này nhé. Anh em nếu muốn tham khảo những bài review chất lượng, phân tích về các sơ đồ chiến thuật cũng như update những thông tin mới nhất về FO4 thì hãy tham gia ngay cộng đồng HCG Club để được tư vấn nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc nhé. Link group mình sẽ để ở phần mô tả video. Cảm ơn anh em rất nhiều.